Bản tin tối ngày 10 tháng 2. Kính chào quý vị. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi, chúng ta đã bước sang một năm mới Tân Sửu. Hải Âu rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong phần điểm tin của Khỏe Tự Nhiên. Vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Tin tại Việt Nam. Gia Lai, Quảng Ninh thêm 8 ca dương tính. Vaccine Việt Nam có thể hiệu quả với biến thể virus Vũ Hán. Hà Nội xây dựng phương án hàng hóa 3 cấp độ phòng dịch. Đồng Nai bắt buộc đeo khẩu trang ở chợ hoa. Nhiều tỉnh cấm tụ tập trên 20 người, cách ly người về từ vùng dịch. Tin thế giới, chính quyền ông Biden tháo rào cản với Viện Khổng Tử của Trung Quốc. Ông Trump không hài lòng với phần tranh luận của một luật sư tại phiên luận tội. Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks về nước. Hoa Kỳ yêu cầu thẩm tra báo cáo của WHO về nguồn gốc của virus Vũ Hán tại Trung Quốc. Sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, Gia Lai, Quảng Ninh thêm 8 ca nghi nhiễm. Ngày 10 tháng 2, tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán. Các trường hợp mới ghi nhận là F1 của những ca COVID-19 trước đó đã được phát hiện. Cả 4 trường hợp đều xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính, lần 2 dương tính. Tất cả đã được cách ly tập trung nên ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Còn tại Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh này sáng ngày 10 tháng 2 ghi nhận thêm 4 ca dương tính nhưng đều chưa được Bộ Y tế công bố. Trong số 4 ca mới này, một ca là F1 từ cụm dịch Vân Đồn và là vợ của bệnh nhân 1553. 2 ca là F1 từ cụm dịch Hải Dương đã được cách ly tại khu cách ly tập trung Đông Triều, xét nghiệm 2 lần đầu âm tính, lần 3 dương tính, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Cuối cùng là một ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến cụm dịch Hải Dương, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Vaccine Việt Nam có thể hiệu quả với biến thể của virus Vũ Hán. Theo VN Express ngày 10 tháng 2, dẫn lời giáo sư Đặng Đức Anh, Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine Covivac có thể hiệu quả với biến thể virus Vũ Hán, song cần tiếp tục nghiên cứu thêm. Giáo sư Đức Anh nhận định, hiện nay vaccine vẫn đáp ứng được những biến thể virus mới. Tuy nhiên, một số dữ liệu cho thấy, đối với biến thể Nam Phi, tác dụng của vaccine có phần giảm. Giáo sư Đức Anh cho biết, dự kiến trong khoảng cuối tháng 2, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 sẽ bắt đầu. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang hoàn thiện tất cả hồ sơ để triển khai trong thời gian ngắn nhất. Hiện tất cả số liệu này cần tiếp tục theo dõi vì đây là biến thể mới xuất hiện. Virus sẽ tiếp tục thay đổi, có những đột biến khác. Hà Nội xây dựng phương án hàng hóa 3 cấp độ phòng dịch. Ngày 9 tháng 2, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho nhân dân, Sở Công Thương đã xây dựng phương án tương ứng với 3 cấp độ dịch. Theo đó, hàng hóa được tăng từ 1 đến 3 lần mỗi ngày thường để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Các siêu thị, cửa hàng mua sắm bố trí các điểm thanh toán hợp lý để giãn khoảng cách, đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi đi sắm Tết. Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, vận động công nhân viên làm việc tại chỗ trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ, hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết. Sở cũng đồng ý phương án tăng chế độ tiền ăn lên 250.000 đồng mỗi người một ngày cho cả hai đối tượng là người bị cách ly và lực lượng phục vụ công tác cách ly trong 5 ngày Tết. Tại Ninh Bình, từ 0 giờ ngày 10 tháng 2, tất cả các hoạt động dịch vụ thuộc nhóm không thiết yếu như karaoke, quán bar, phòng gym tại tỉnh này sẽ tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo trở lại. Trước đó, tỉnh Ninh Bình cũng đã thông báo về việc dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Tin tiếp theo, Đồng Nai bắt buộc đeo khẩu trang ở chợ hoa. Tỉnh Đồng Nai hôm ngày 9 tháng 2 đã ra liền 2 văn bản tạm ngưng hoạt động quán bar karaoke và buộc phải đeo khẩu trang tại chợ hoa, đường hoa để đề phòng dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 10 tháng 2 đến khi có thông báo mới. Theo đó, tỉnh tạm dừng hoạt động các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, karaoke, quán bar, vũ trường, massage, các cơ sở kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia, phòng trà, thẩm mỹ viện, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao, trò chơi điện tử. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người cùng một lúc, thực hiện giãn cách, bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định, tăng cường hình thức giao hàng tận nhà, mua đem về. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại chợ hoa, đường hoa, phố đi bộ trên địa bàn.
bố trí cổng khử khuẩn, kiểm soát việc đeo khẩu trang tại các địa điểm này. Cần Thơ cho học sinh mầm non nghỉ học sau Tết. Ngày 9 tháng 2, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ có công văn khẩn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, học sinh mầm non ở thành phố Cần Thơ sẽ nghỉ học, còn học sinh trung học sẽ học trực tuyến, học tại nhà sau Tết cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, văn bản yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và học sinh, cha mẹ học sinh hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết. Tin tiếp theo, nhiều tỉnh cấm tụ tập trên 20 người, cách ly người về từ vùng dịch. Cùng ngày, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo dừng hoạt động tập trung đông người trong không gian kín như hoạt động tôn giáo, đám cưới, liên hoan, tất niên, tân gia, sinh nhật và hội nghị có trên 20 người tham dự đến khi có thông báo mới. Tỉnh yêu cầu các trường hợp từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai và các địa bàn bị phong tỏa tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm cách ly tại nhà 14 ngày. Ngoài ra, các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ cũng chỉ đạo hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền ông Biden tháo rào cản với viện khổng tử. Chính quyền Biden đã lặng lẽ rút lại một quy tắc do chính quyền Trump đề xuất, vốn yêu cầu các trường học và đại học Mỹ tiết lộ mối quan hệ đối tác của họ với các viện khổng tử. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đã cáo buộc đây là một tổ chức bình phong nhằm phổ biến tuyên truyền và đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra nước ngoài và liệt tổ chức này vào dạng phái bộ nước ngoài vào tháng 8 năm 2020. Chính quyền tiền nhiệm đã đệ trình quy tắc trên cho Bộ An ninh Nội địa vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Khoảng 500 trường học từ cấp 1 đến 12 và 65 trường cao đẳng ở Hoa Kỳ có quan hệ đối tác với chi nhánh Viện Khổng tử tại Hoa Kỳ. Một cánh tay tuyên giáo nối dài và là nơi chiêu mộ điệp viên tình báo của Bắc Kinh. Cơ quan thực thi nhập cư và hải quan xác nhận quy tắc này được rút lại để xem xét thêm vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. Văn phòng thông tin và điều tiết thuộc văn phòng điều hành Tòa Bạch Ốc cũng không nêu lý do của quyết định này. Thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Michael McCaul đã chỉ trích quyết định này và nói: bằng cách lặng lẽ rút lui khỏi quy tắc được đề xuất mà không tham khảo ý kiến Quốc hội, chính quyền Biden đang gửi một tín hiệu đáng lo ngại về việc giám sát ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giới học thuật và nói với các học viện rằng họ không cần phải minh bạch về mối quan hệ của họ với chế độ Trung Quốc. Ông Macau cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc sử dụng các viện này để quảng bá hình ảnh bình dị trong khi tích cực hoạt động để đánh cắp nghiên cứu và sáng kiến của Hoa Kỳ. Con trai cả của ông Trump, anh Donald Trump Jr. tỏ ra không mấy ngạc nhiên về việc này. Tất nhiên là họ làm vậy. Đó là một trong nhiều đặc quyền mà Trung Quốc sẽ nhận được khi cho Hunter Biden $1. Đúng là lợi ích tuyệt vời cho họ. Ngoại trưởng Mike Pompeo từng yêu cầu đóng cửa tất cả các viện khổng tử ở Hoa Kỳ. Giới quan sát đang nghi ngại liệu tân chính quyền Mỹ có tiếp tục mở cửa cho tổ chức này hay không. Chuyển qua một thông tin khác, ông Trump không hài lòng với phần tranh luận của luật sư tại phiên luận tội. Theo các nguồn tin thân cận, cựu Tổng thống Trump đã tỏ ra không hài lòng với lập luận khai mạc của luật sư Brooke Castor. Ông cho rằng Castor lập luận quanh co, không đi vào trọng tâm vấn đề là việc luận tội một Tổng thống đã mãn nhiệm hoàn toàn không hợp hiến. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa và đồng minh của ông Trump cũng đã chê bai phần tranh tụng này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn nói với các phóng viên sau phiên tòa rằng đội ngũ pháp lý của cựu Tổng thống Trump không phải những người giỏi nhất. Ông Cornyn nhận xét rằng luật sư Castor chỉ nói lan man, lặp đi lặp lại và không thực sự hướng tới trọng tâm tranh luận là vấn đề hiến pháp. Còn thượng nghị sĩ Kevin Cramer thì nói rằng nhóm luật sư đã không chuẩn bị tốt. Luật sư Alan DeJoyce, người bảo vệ ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên cho biết, ông không thể hiểu ông Castor muốn đạt được điều gì trong lập luận mở đầu lòng vòng của mình. Tin tiếp theo, Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks về nước. Hôm ngày 9 tháng 2, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục tìm cách dẫn độ nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange từ Anh về Mỹ để đối mặt với các tội danh bị cáo buộc là đột nhập hệ thống máy tính của chính phủ và vi phạm luật gián điệp. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ, ông Matt Remendi, khẳng định chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục thách thức phán quyết của thẩm phán Anh vào tháng trước rằng Assange không nên bị dẫn độ tới Mỹ vì có nguy cơ ông ta sẽ tự tử. Ngày 12 tháng 2 là hạn chót để Mỹ kháng cáo phán quyết cấm dẫn độ ông Assange. Ông Assange phải đối mặt với các cáo buộc theo đạo luật tình báo Mỹ vì năm 2010 đã tiết lộ hàng nghìn trang báo cáo và tài liệu tuyệt mật của quân đội và cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có cả vụ bê bối email của bà Hillary Clinton.
Vào những ngày cuối trong nhiệm kỳ của ông Trump, nhiều chính trị gia hàng đầu của các nước cũng như giới học giả, chuyên gia, truyền thông đã khuyến nghị ông Trump ân xá trong Assange vì cho rằng việc buộc tội ông này là trái với quyền tự do ngôn luận. Chuyển qua những thông tin liên quan đến đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ yêu cầu thẩm tra báo cáo của WHO về nguồn gốc virus Vũ Hán tại Trung Quốc. Sau 4 tuần điều tra tại Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa thể đưa ra kết luận về nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đối với ngoại giới, nguồn gốc dịch bệnh và trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, nó là trở nên mơ hồ trong báo cáo của WHO. Sự cố do rỉ virus từ phòng thí nghiệm được WHO loại trừ và chuyển hướng tìm nguồn lây nhiễm sang các động vật và khả năng lây qua thực phẩm đông lạnh, mở rộng điều tra sang các nước khác. Nhiều người tỏ vẻ thất vọng, nhưng điều này không khiến họ ngạc nhiên khi chứng kiến mối quan hệ giữa WHO và chính quyền Trung Quốc trong thời gian qua. Về phía Hoa Kỳ, nước này tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả điều tra của WHO. Tờ South China Morning Post ngày 10 tháng 2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Rõ ràng là Trung Quốc, ít nhất là cho đến nay, đã không đưa ra sự minh bạch cần thiết mà chúng ta cần và điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần để chúng ta có thể ngăn chặn những loại đại dịch này tái diễn. Theo ông Bright, Mỹ sẽ làm việc với các đối tác và dựa vào thông tin được thu thập và phân tích bởi cộng đồng tình báo của Washington, thay vì vội vàng đưa ra kết luận có thể có động cơ khác ngoài khoa học. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ vẻ không tin rằng các nhà điều tra đã được tiếp cận những thông tin họ cần và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lên cuộc điều tra. Ông nói, tôi vẫn biết rằng có bằng chứng quan trọng cho thấy đại dịch này đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ông nói trên chương trình American Newsroom của đài Fox News. Chuyển qua một tin tức khác, cụ bà 117 tuổi sống sót sau khi nhiễm COVID-19. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, người cao tuổi và có bệnh nền được xem là nhóm người dễ bị virus COVID-19 tấn công nhất. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ngoại lệ khiến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Và lần này là trường hợp của cụ bà sơ người Pháp có tên là Lucia Rundin, 117 tuổi. Cụ có xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nhà dưỡng lão ở Toulon thuộc miền Nam nước Pháp vào ngày 16 tháng 1, sau đó được cách ly nhưng không có triệu chứng. Khi phóng viên bài BFM hỏi rằng cụ có sợ COVID-19 hay không, cụ Lucia đã trả lời, không, tôi không sợ hãi vì tôi không sợ chết. Tôi rất vui khi được ở bên bạn, nhưng tôi muốn được ở một nơi khác, tham gia cùng anh trai lớn của tôi và ông tôi và bà tôi. David Taylor, phát ngôn viên của nhà dưỡng lão cho biết, cụ có sức khỏe tốt, được coi như đã bình phục và đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm tuổi thứ 117 vào hôm thứ Năm tới đây cùng với một nhóm nhỏ các cư dân. Bà Lucia sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904, là người sống lâu thứ hai trên thế giới theo danh sách xếp hạng siêu tuổi già thế giới của nhóm nghiên cứu lão khoa. Người lớn tuổi nhất là bà Ken Tanaka của Nhật Bản, bước sang tuổi 118 vào ngày 2 tháng 1. Trên thế giới đã ghi nhận rải rác một số trường hợp bệnh nhân COVID-19 trên 100 tuổi khỏi bệnh, nhưng có lẽ kỷ lục bệnh nhân lớn tuổi nhất hồi phục đang thuộc về cụ ông 118 tuổi của Mexico. Theo các bác sĩ, cụ ông này không mắc một bệnh nền nguy hiểm nào và cũng cần rất ít sự hỗ trợ y tế trong quá trình điều trị. Nhiều kênh truyền thông đã đưa tin về cụ bà Aida Zanusso, 103 tuổi, sống tại Piedmont thuộc đông bắc của nước Ý. Sau khi bị nhiễm virus Vũ Hán, cụ bà sốt, không thể ăn, tuy nhiên cụ đã tỉnh lại và hồi phục. Khi các phóng viên hỏi điều gì khiến cụ vượt qua dịch bệnh, cụ Zanusso đã nói, can đảm và sức mạnh, niềm tin. Trong lúc thế giới đang bi quan về tình hình dịch bệnh, thì rõ ràng các cụ sẽ là những nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Vâng, và Khỏe Tự Nhiên xin được giới thiệu tới quý khán giả một chương trình nghệ thuật đặc biệt Thiên Địa Nghênh Xuân của Đoàn Nghệ thuật Hồng Ân nhân dịp năm mới Tân Sửu. Chương trình gồm các tiết mục như Múa Tiền Nữ, Trống Lưng và các ca khúc sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 29 Tết trên kênh YouTube Hồng Ân TV và trên fanpage Hồng Ân. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Kính thưa quý vị, đến giờ này ắt hẳn chúng ta đều đã về với gia đình của mình để cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết ấm áp. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn số ít mọi người cũng vì tất bật để mong được đón Tết đầy đủ hơn mà vẫn chưa thể về với gia đình. Vậy nên, nếu trong ngày hôm nay chúng ta có đi về quê thì hãy cố gắng giữ an toàn khi đi lại và tuân thủ quy tắc 5K để phòng chống dịch bệnh quý vị nhé. Nhắc đến tối 29 thì Hải Âu lại nhớ về nồi bánh chưng rồi cảnh thức đêm để trông bánh, gia đình được quây quần bên nhau.
Vậy nhưng năm nay với một số nơi và người dân ở đấy, vì dịch bệnh nên Tết có thể sẽ buồn hơn và trống vắng hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng buồn vì Tết không chỉ là những ngày đầu năm, mà theo Hải Âu nghĩ là những ngày mà gia đình được đoàn viên, được quây quần bên nhau và chia sẻ về những niềm vui, nỗi buồn trong suốt một năm qua. Chúng ta lại có thể đón Tết vào năm sau hay vào những dịp khác, bởi vì quan trọng nhất vẫn là bảo vệ sức khỏe của bản thân. Còn đối với những người còn xa xứ thì Hải Âu cũng xin phép được chúc quý vị sức khỏe và may mắn để rồi chúng ta lại sớm được về với gia đình, người thân và cùng nhau đón Tết. Một lời nhắc nhở nhỏ xin phép được gửi tới quý vị. Khi quý vị về quê xa, hãy nhớ đi thật cẩn thận, đảm bảo an toàn giao thông quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.